Thưa quý vị, sau khi truyền hình nhân dân nhiều lần phản ánh, cơ quan thanh tra thành phố Tùy Hòa, tỉnh Phú Yên đã xác định trách nhiệm trong việc gây ra ngập úng hơn 100 hecta đất lúa, dẫn đến nông dân không sản xuất được. Trước mắt thì một số đơn vị liên quan nạo vét khơi thông hệ thống rạch dẫn và cống tiêu thoát nước. Để khắc phục nhanh tình trạng ngập úng, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã huy động 10 xe tải, hai máy múc một máy đào khơi thông rạch dẫn dòng theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến hoàn thành trong ngày hôm nay 19 tháng 1. Khi mà tình trạng ngập úng được khắc phục triệt để thì nông dân có thể tiếp tục trồng lúa, rau, dưa hấu và cỏ chăn nuôi châu bò. Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên thì nguyên nhân dẫn đến 4 vụ liên tiếp nông dân không thể sản xuất lúa là do thi công các công trình hạ tầng xung quanh không đúng với thiết kế. Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa đã đề nghị các đơn vị liên quan bồi thường và hỗ trợ cho nông dân với số tiền là hơn 11,4 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay việc chi trả vẫn chưa được thực hiện vì chưa có sự thống nhất giữa các bên. Thời điểm gần Tết Nguyên đán, lượng vận chuyển buôn bán giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh và lây lan nếu các biện pháp phòng dịch không được thực hiện tốt. Giáp Tết Nguyên đán, hoạt động vận chuyển buôn bán gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm ra vào địa bàn Thanh Hóa diễn ra sôi động. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao, vùng ổ dịch cũ, chợ buôn bán, cơ sở trung chuyển giết mổ. Tuyên truyền vận động nhân dân phun tiêu độc khử trùng, chuồng trại sạch sẽ. Thứ hai là chúng tôi cung cấp cho nhân dân và phun cho nhân dân những cái thuốc diệt muỗi con bọ đấy để tránh cái việc mà lây lan trên đàn cho bò. Nhập con giống về là nơi là đảm bảo sạch bệnh, sử dụng quy trình phòng vaccine phòng bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan nhà nước yêu cầu. Bước thứ ba là là cái hệ thống an toàn sinh học ngoài hàng rào, tức là ra vào khu trại là sát trùng. Người dân Thanh Hóa được yêu cầu tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm mắc bệnh, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 413 xã, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã có dịch và có nguy cơ cao nhiễm dịch trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ 10.000 lít hóa chất sát trùng để phun tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh dịch.